tiếng Trung năm 18 xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với hội thoại tiếng Trung sau đây. Ủa thừa bí sĩ khoan khan ủ tả phiền hứa tông chùa phiền. Ủa thừa bí sĩ khoan tớ cực kỳ thích. Khan xem ủ tả phiền phim võ thuật hứa tông chùa phiền và phim hành động. Ủa thừa bí sĩ khoan khan ủ tả phiền hứa tông chùa phiền. Chính thiên Chúng yu tạo châu mùa lỡ. Khớ ua sáng lỡ bàn thiên. Sứ chạy sẵn bù chú lấy. Cái cạn đẹp sẵn mơ hảo. Chính thiên hôm nay, chúng yu cuối cùng thì cũng đã tạo châu mùa lỡ đến cuối tuần rồi. Khớ nhưng. Khớ ua sẵn lỡ nhưng tớ đã nghĩ. Bàn thiên rất lâu. Sứ chạy thực sự. Sẵn bù chú lấy.

nghĩa là trải qua ngày cuối tuần. Nì bù sỉ khoan, của châu mùa mà. Cậu không thích trải qua ngày cuối tuần sao? Khửa chùa tờ sự chính. Đây là cụm danh từ chúng ta dịch sau chữ tơ trước. Sự chính là việc. Khửa chùa tờ có thể làm. Khửa chùa tờ sự chính, những việc có thể làm. Khẩn tua ya, rất là nhiều. Nì bù sỉ khoan, của châu mùa mà. Khửa chùa tờ sự chính, khẩn tua ya. 不论是打球、听歌，还是逛商店，和朋友一块去喝酒，都能让人过得很开心。不论不 kể 是打球 là c h i bóng, 听歌 nghe nhạc, 还是还是逛商店 ngắm các a h à n 和朋友一块去喝酒。 hứa hoặc là cân ai đó xong rồi thêm từ ý khoai nghĩa là làm gì đó cùng với ai đó hứa phấn ý khoai chuyển hứa chiều đi uống rượu cùng với bạn bè tâu đều có thể rang rẫn khiến cho chúng ta qua tờ hận khai xin rất vui bù luận sự tả chiếu thiên cưa hải sự quang sang tiền hứa ý khoai 去喝酒都能让人过得很开心。那这个周末你打算去喝酒吗？那，费提、啊，这个周末，cuối 你打算，cậu 去喝酒吗？đi u ố 那这个周末你打算去喝酒吗？ 不，我打算去看电影。开学这段时间一直忙学习来着，我好长时间都没看电影了。不，哼，我打算的决定去看电影，listen film 开学这段时间，这段时间了，光段时间内，现这段时间，近来，开学了开讲。 khai xuế chưa toàn sử gian, chúng ta có thể diễn đạt là từ hôm khai giảng đến giờ. Y chứ là cứ gì đó suốt. Máng xuế xí lái trợ. Động từ cộng với lái trợ thể hiện là cái hành động đấy nó đã diễn ra rồi. Y chứ máng xuế xí lái trợ. Cứ bận học suốt. Ủa hào trắng sử gian, tớ lâu lắm rồi. Tâu mấy khan tiền những lợn. Tâu ở đây dùng nhấn mạnh cho cái mức độ rất là lâu rồi, m ấ e i 了 h i m 不，我打算去看电影。开学这段时间一直忙学习来着，我好长时间都没看电影了。你喜欢看中国电影还是外国电影？你喜欢看，c ậ t h í c xem, 中国电影 phim hay hay là phim nước ngoài. Trung Quốc đó, ngoại quốc ở đằng sau đây ẩn đi từ tức là phim. Trung Quốc phim Trung Quốc, phim nước ngoài, các là đủ các kiểu các loại. Các tất cả các loại phim, tôi hoàn xem 都留意睇先。中国的、外国的、各种电影我都喜欢看。不过现在学习汉语，我主要看中国电影。不过，因现在学习汉语，bây g i 我主要看，đó c h 中国电影 p h i 不过现在学习汉语，我主要看中国电影。看中国电影，既能了解中国的情况，又能练习听汉语，一举两得。看中国电影，Samphim t r u 什么什么又什么什么，你来 f i r s t it all，like first it all，能了解，got i here look。 Trung Quốc chính khoảng chính khoảng à, dịch theo chữ thì nó có nghĩa là tình hình léo chỉ ở Trung Quốc đã chính khoảng là hiểu về tình hình Trung Quốc thực ra chúng ta chỉ cần dịch là hiểu về Trung Quốc yêu nấng luyện sĩ vừa có thể luyện tập thiên hạ nghe tiếng Trung y Trí lẻng tựa một công đôi việc 看中国电影 Trung của Quốc chính khoảng. 听汉语，一举两得。我也很喜欢看中国电影。来中国留学以前，我看过不少中国电影，其中我最喜欢张艺谋的电影。我也很喜欢看中国电影。Tôi cũng r e t n 来中国留学以前。 Ý chén là trước khi lái chung của liễu xuế đến Trung Quốc du học. của khan của tớ đã từng xem. xảo không ít trung quốc tiền hình phim Trung Quốc. Chí chung trong số đó, Ủa chơi xỉ hoan tớ thích nhất. Trang y mẫu tợ tiền hình. Tiền là phim Trang y mẫu tợ của Trương Nghệ Mưu. Ủa giờ hẳn xỉ hoan khan trung của tiền hình. 来中国留学以前，我看过不少中国电影，其中我最喜欢张艺谋的电影。张艺谋是很有名的导演，他的有些影片在国际电影节上还得过奖。不过，他电影里的对话往往不容易听懂。 Trang Y Mẫu, Trương Nghệ Mưu, sư khẩn yếu mình tự tạo diễn, là một đạo diễn rất nổi tiếng, táo diễn là đạo diễn, hiểu mình là nổi tiếng. Tha tờ hiểu xia ảnh phiền, phiền là phim. Tha tờ yếu xia ảnh phiền, một số bộ phim của ông ấy. Trải của chị tiên ảnh chế sàng. Của chị tiên ảnh chế là liên hoan phim quốc tế. Trải của chị tiên ảnh chế sàng ở liên hoan phim quốc tế. Hai tứa của chị còn từng đạt được giải thưởng. Tứa chị là đạt giải thưởng và đã từng đạt được giải thưởng. Thì cái từ của nó sẽ ở giữa chữ tứa và chữ chị Bố của có điều là Tha điện ảnh lý tờ tuổi khoa. Tuổi khoa là hội thoại. Tha tiền ảnh lý tờ trong phim của ông ấy. Quáng quảng thường, bù nghỉ thiên tụng, không dễ nghe hiểu. 张艺谋是很有名的导演。张艺谋是很有名的导演，他的有些影片在国际电影节上还得过奖。不过，他电影里的对话往往不容易听懂。他哪部电影里的对话不容易听懂？ Tha nả bộ tiền ảnh lý tới tuổi hỏa. Tuổi hòa. hòa chúng ta dịch trước, hội thoại. Nả là nào, nả bộ tiền ảnh là bộ phim nào. Tha nả bộ tiền ảnh lý tới tuổi hỏa, hội thoại trong bộ phim nào của ông ấy. Bù lỗ nghỉ thinh tụng, không dễ để nghe hiểu hoặc gì là khó nghe hiểu. Tha nả bộ tiền ảnh lý tới tuổi hòa, bù lỗ nghỉ thinh tụng. Bịa tờ bù xua, chiều xua tha hỷ chén thai tờ in xuống bảng. Lý miệng nhiều Dễ Chứ yếu xua nghĩa là Những Cái khác thì không kể đến Biết tơ bù xua Không kể những phim khác Chiều xua nói ngay như thay chén thay tơ yên xuống bạc Tha chén thay tơ yên xuống, đây là cụm danh từ Sau chữ tơ chúng ta dịch trước, yên xuống là bộ phim anh hùng Tha chén thai mà trước đây ông ấy quay. Thai tiền ý nghĩa là quay phim. Thai sư phín thì là quay video. Chiều xua tha chén thai in chúng bạn. Nói ngay như phim anh hùng mà trước đây ông ấy quay đi. Lý miệng trong đó. Yêu xia khoa có những câu nói. Ủa chiều mấy thiên tụng tớ nghe không hiểu. Dế sử có lẽ sự yên là tại vì 我的汉语，t 中，国的只有初级水平，其而进入 t r 初级水平的进入 ì n 别的不说，就说他以前拍的《英雄》吧，里面有些话我就没听懂。也许是因为我的汉语只有初级水平。 你没听出来吗？那个电影里的有些话是古汉语，所以很难一下子就听懂。以后你汉语学多了，就会逐渐听懂的。你没听出来吗？听出来，nghĩa là nghe và nhận ra được; còn mây thính chu lại là nghe và không nhận ra được。你没听出来吗？cậu nghe không nhận ra à？ Na cờ tiên hình lý tờ hoa. Yếu xia hoa là có những câu nói. Na cờ tiên hình lý tờ trong bộ phim đó. Sư củ hà hữu là tiếng Trung Quốc thời xưa. Sua cho nên, khẩn nán, rất khó. ý xia chữ nghĩa là một chốc một lát hoặc là bỗng chốc. Tâu nẩn thiên tục đều có thể nghe hiểu được hết. Ý hầu sau này

虽然里面有些话听不懂，但我还是挺喜欢看。马克，你喜欢什么样的中国电影呢？虽然对上里面 trong đó có rất nhiều câu nói, thính phụ tổng nghe không hiểu, đàn uổng hải sư nhưng tôi vẫn thính sĩ hoàn cảnh khá là thích xem. Mark. mark 你喜欢狗 tick 什么样的中国电影呢？中国电影 film 中国什么样的？听 now，对了，take take like film 中国 now。虽然里面有很多话听不懂，但我还是挺喜欢看。马克，你喜欢什么样的中国电影呢？ 我特别喜欢看武打片和动作片。最喜欢的就是成龙演的功夫片。我特别喜欢看的更具体的 l m d t o r t 和东卓片动作片。最喜欢的、就是、紧成龙的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的的 成龙演的《马成龙》。我特别喜欢看武打片和动作片，最喜欢的就是成龙演的功夫片。我来中国本来想去学功夫，可我爸爸让我先学汉语。我来中国，的到中国本来想文，分析是想。 去学功夫，門学功夫。可我爸爸宁不得，让我先学汉语，保着学点中文的我来中国本来想学功夫，可我爸爸让我先学汉语。怪不得你这么喜欢看武打片呢。现在来到中国。 Khăn ú tả phiền chớ càng phong biến lỡ Ní khởi dọa choa chỉnh chí huỳi Túa khăn xía xin thay đỡ ú tả phiền Quài bụ chẳng trách Ní chơ mà xì khoan khăn ú tả phiền lỡ Cậu thích xem phim võ thuật đến vậy Xin dài lái tạo Trung Quốc Bây giờ đến Trung Quốc Khăn ú tả phiền Xem phim võ thuật Chứ càng phong biến lỡ Thì càng tiện hơn rồi Lý cửa yào, từ cửa ở đây dùng để nhấn mạnh cho từ yào. Yào nghĩa là phải, lý cửa yào, cậu nhất định phải. Chua chỉ chi khuẩy, nắm bắt lấy cơ hội. Tua khan xia, là xem nhiều một chút. Xin pai tờ ú tả phiền. Ú tả phiền, phim võ thuật. Xin pai mới quay. Quay bộ tử, chưa mà xí khoan, khan ú tả phiền à? nở. Hiện lái tạo Trung Quốc, 看武打片就更方便了。你可要抓紧机会，多看些新拍的武打片。最近电影院正在演成龙的新电影。电影院离我们学校不远，就在学校的正南面。你周末有空也可以去看看。最近，小奈。 Điện ảnh viện, rạp chiếu phim, trường trải diễn đang diễn nhưng mà ở đây từ diễn vô diễn. Trường trải diễn đang chiếu. Trấn lúng tợ xin điện ảnh, xin điện ảnh phim mới Trấn lúng tợ của Thành Long. Điện ảnh viện, rạp chiếu phim, lý của mình xuế xẻo bù yuan, cách trường chúng ta không xa. Chiều trải ở ngay tại, xuế xẻo tợ trường nán miệng.

Họ thiên lý tờ. Ủa châu mùa ý định truy cạn? Họ thiên lý tờ. Ok, nghe cậu. Ủa châu mùa tới cuối tuần ý định truy cạn nhất định sẽ đi xem.